biết của chúng tôi tại Everest Education là tìm cách làm sao để mang đến một cái học tập, một cái thói quen học tập tuyệt vời, thú vị đối với học sinh ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mở cái trung tâm mới hôm nay ngay tại Him Lam ở quận 7 sẽ giúp chúng tôi trong cái hành trình đó. So actually one of the really, really cool things, and if you get a chance, we actually have these Google expeditions. And this actually allows students to get to take virtual tours of places that they wouldn't be able to get access to otherwise. The goal, I mean, for us, is the same goal that we started out with, is to be able to provide high quality and amazing learning experiences for students, right? And we want to be able to impact and work with as many students as possible. And that's the goal that we started out from day one and we will continue to do. Lớp 11 và lớp 12, again, lý tưởng nhất là mình tập trung vào cái bài một tuần. Trên Everest, chúng tôi thì tin rằng mình có thể xây lên một cái chương trình để một có 10 học bổng mỗi năm để cho mình tư vấn cho 10 bạn xuất sắc để giúp họ đi tìm kiếm cái chương trình tốt nhất. Và cái thứ hai là bạn nào khác thì vẫn có thể tham gia với một cái giá một phí rất là hợp lý để có được cái sự giúp đỡ hướng dẫn này. Everest mình có hai mục tiêu. Thứ nhất thì là làm sao càng ngày càng tìm thêm cách để tạo ra lợi ích, để mang đến cái sự đam mê, để yêu thích học hành cho các bạn học sinh. Và cái thứ hai là làm sao mình giúp thêm được nhiều học sinh nữa. Thì hôm nay thì đang mở thêm một trung tâm, hy vọng trong tương lai thì mình có thể mở thêm. Nhưng quan trọng nhất là cái việc đầu tiên, làm sao mình có cái sự ấn tượng gì đó đối với từng học sinh ạ. You can take your time, look through everything. I think you'll discover a lot of really, really cool things.